không còn đi được như vậy nữa tại vì thầy đã đi ẩn tu ở nơi khác rồi không còn ở nơi vườn của em nữa thưa các anh chị đây là bài nói chuyện cuối cùng của tôi về thầy thích minh tuệ vì sao nói như vậy vì có một hiện tượng rất đáng lo ngại đó là rất nhiều người đã biến thành ý với thầy minh tuệ thành một cuộc săn lùng người tu thật sự. Trưa 13 tháng 6 trước áp lực của đám đông và những phiền não mà nó mang lại cho chính mình, cho việc tu tập của mình và cho trật tự an toàn xã hội chung. Thầy Minh Tuệ đã đi vào rẫy, trưa 13 tháng 6 thầy Minh Tuệ đã đi vào rẫy và sau đó như hạt nội mây ngàn biến mất. Em ruột của thầy Minh Tuệ nói với mọi người rằng Thầy đã đi rồi, không còn trong căn tròi tu ở vườn nhà nữa, đừng tìm kiếm vô ích. À, sáng hôm nay 14 tháng 6, chính quyền địa phương cũng đã tháo gỡ tất cả các chốt trạm kiểm soát. Cũng có nghĩa là thầy Minh Tuệ không ở đó nữa, không cần tìm kiếm. Tất cả chúng tôi xin báo động một điều rằng, à, trong lối khổ tu, có một pháp môn gọi là tịch diệt hay củ âm tuyệt mạch vì sao tôi biết điều đó câu chuyện rất dài dòng liên quan đến một người thầy của tôi tôi xin phép anh chị một ít thời gian để kể kể lại và các, các anh chị sẽ hiểu rõ thêm đối chiếu với hành trạng của thầy Minh Tuệ và đám đông săn lùng hiện nay thưa các chị như chúng tôi đã kể trong hồi ký Hoàng Linh cũng như tự truyện và nhiều bài đã xuất bản trên báo chí cách mạng Việt Nam hàng trăm bài À, chúng tôi tôi tốt nghiệp đại học sư phạm và được phân công về dạy ở một trường danh giá đó là trường trung học phổ thông lý thường kiệt và sau đó tôi trở làm lành bí thư đoàn trường và trợ lý hiệu trưởng ở trường trung học phổ thông thành lộc cũng là một à, địa vị mà rất nhiều người mơ ước ở thôn quê à, tuy nhiên à, có lẽ con người tôi không thích hợp với việc dạy học và nó không mang lại cho tôi cũng như gia đình tôi những mong muốn nhất là về tôi xin lỗi các anh chị tôi xin nói thẳng là về tiền nông nó không đủ sống nhà tôi lúc đó thì ruộng đồng bát ngàn nhưng mà đất đai lúc đó thì đâu có giá trị gì đâu phải có anh chị và chúng tôi rất buồn tôi nghĩ rằng tương lai nó mịt mù bây giờ người ta làm công chức nhà nước hay kể cả đi bộ đội thì sau một thời gian người ta sẽ thăng tiến còn người giáo viên về lâu về dài thì sẽ thành một anh giáo già mà thôi xin lỗi các anh chị cuộc sống lúc đó khắc nghiệt lắm nên tôi quyết định bỏ làng quê, bỏ cả công việc, xin nghỉ luôn. Lên Sài Gòn tìm việc làm. Và ban đầu thì tôi bán giày dép ở đốc cờ, ở lê đường Lê Thiềm gấm. Gọi là bán là cho quay, thật ra là đồ ăn cắp, ăn trộm rồi. Bán đó, đó bán thôi. Mà không biết lúc sau cái dép đốc cờ lúc đó nó thành cân sốt. Thật sự, thu được đôi nào là bán được đôi đó. Rồi sau một thời gian nữa thì tôi đi học nghề dắt hơi đấm bóp và cũng kiếm được buổi sáng thì buổi trưa thì bán Giày và, dép đốc cờ dép đốc cờ là chủ yếu buổi chiều thì đi lóc cốc lên keng đi dắt hơi rồi đấm bóp dạo cũng kiếm sống qua ngày thưa các chị tôi cũng tôi chẳng giấu giếm gì của cuộc đời của mình nó cũng để lại tôi nhiều bài học sâu sắc và sau đó có một lần tôi đi ngang đường thích quảng đức có một cái am cốc cái nhỏ hay cái chùa lam gì đó cái chùa tự tu thì có mấy đứa đệ tử tiểu đồng nó ra kêu tôi vào à, dắt hơi cho ông thầy của nó tôi nói gì từ đó tôi chưa bao giờ thấy một ông thầy mà nó nó ốm đến như vậy thầy tự tu ốm rồi chúng tôi dắt hơi rồi bấm quyệt cho ổng rồi sau đó thì ổng mời tôi lại uống trà ông nói là nghề của chú em mày tệ quá để thầy chỉ dạy cho và qua nói chuyện thì thầy nói thầy đó là một người tự tu và cũng có biết một số thần thông tôi nghe kể vậy thôi không biết là đúng sự thật hay không rồi ông hỏi tôi đã biết vì các pháp môn đó hay không tôi kể hồi còn nhỏ hồi còn đi học tôi có qua nhà nè chim ta gia ở bình quỳnh liên và tôi cũng thầy dạy chấm tự vi bốc số gì đó nhưng mà tôi không thích thú lắm không có ăn nhập gì cả thì là thầy nói thôi bây giờ cứ mỗi ngày buổi trưa là đây ăn cơm chay với thầy rồi thầy chỉ cho bấm quyệt rồi để kiếm tiền bảo đảm là bấm được một lần rồi ta sẽ kêu một lần khác đại khái như thế rồi thầy chỉ cho tôi một người thầy tuyệt vời, chẳng những là à, kỹ thuật dắt hơi ra bấm quyệt mà còn rất nhiều kỹ năng sống khác anh chị và giảng giải về Phật pháp một thứ Phật pháp nguyên thủy và theo diễn giải của thầy giống như mấy ông đạo nghiêng về à, chủ nghĩa thần bí. À, trong việc à, hành nghề à, bấm quyệt tôi có một số kỷ niệm rất đặc biệt, có hai có một khách hàng rất đặc biệt đó là anh thuyền trưởng ở xã phú xuân người nhà bè cứ mỗi lần anh về là tàu chở dầu của anh đi vào sông lòng tàu đi ngang nhà thì anh rút ba hồi còi thế là cô vợ của anh tôi rất xinh đẹp à, kêu người chạy tới nhà trọ tôi ở nơi tôi ở không phải nhà trọ mà nhà của người quen tôi ở đó mà kêu tôi xuống mà chờ anh về rồi bắp quyệt cho anh đại khái như thế đại khái như thế mà họ cho tôi tiền rất hậu nghĩ rồi anh này để cho tôi xà bông ca mây rồi thuốc và số năm lúc đó rất quý hiếm. Từ dài làm như vậy có một lần thì cô vợ cho à không ông bác chủ nhà nói rằng cái ông nhà cái bên đó ông giàu lắm mà kêu chú em qua bển à, bóp huyệt à, cho ổng nhưng mà giờ mà bác dặn con như thế này nè ổng rất ghen mà có một con vợ nó nóng như cát ra thì nghe lời cảnh tỉnh đó tôi, tôi bắt đầu đi sang trước anh chị nghề đấm bóp giác dắt hơi nó có những quy tắc phải biết riêng là trong người không có đeo theo bất cứ tư trang nào hết và khi đến phải gõ cửa phải thông báo và khi về phải thông báo về và đề nghị gia chủ kiểm tra người mình xem có cái gì hay không để không bị mang tiếng là ăn cắp đồ ăn trộm đồ nhân dân thì tôi bước vào căn nhà nó rất đẹp và ông chủ hướng dẫn xong rồi chỉ một cái cửa tôi đi vào thì tôi vào Để nhìn cửa sổ mở sáng trưng thì thấy một người cô gái à, không rõ mặt trắng tươi thôi không mặc quần áo gì hết tóc xỏ xuống đất thầy tôi nhớ là ông chủ bên kia dặn tôi mới la lớn lên nói là à, xin gia chủ hãy tự trọng à, mặc y phục vào thì chúng tôi mới phục vụ được thì về bà cái bà đó nói cái cô đó đứng lên tát lấy khăn quấn người tát cho tôi một tắt tay nói là đồ ngu có phước mà không được hưởng làm chủ nhà chắc là chồng cô đó nghe vậy thì kéo tôi ra ngoài kéo tôi ra ngoài và trả tiền cho tôi nó thôi cảm ơn uh, gia chủ thôi <laughs> tự nhiên tôi <laughs> sinh ra nho nhã sổ thơ luôn sổ nho luôn vô công bắt tục lập trên thôi tôi không nhận bất cứ quà cáp gì tôi đi về gia chủ hay xét người tôi người tôi không có lấy một cái gì của trong gia đình của anh ra rồi tôi ra về nhưng hàng lòng buồn vô hạn và cảm thấy rằng cảm thấy rằng cái người này nó cũng không, không phù hợp cho mình kéo dài cũng không được rồi à là buổi tối thì, thì tôi ra chủ họ đi học thêm sau khi hành nghề các anh rảnh rỗi học thêm anh răng, rồi học và biết báo lung tung đủ thứ nghề hết và sau một hai cái tin à, cộng tác với báo công an thành phố Hồ Chí Minh thì hôm đó anh Quỳnh Bá Thành tổng biên tập báo công an thành phố Hồ Chí Minh kêu bảo vệ khi nào thằng Linh đến kêu nó lên đây thì là anh ở lầu 1 kêu lên anh nhìn mặt tôi anh hỏi số việc về gia cảnh rồi từ đó anh đặt bài cho tôi viết, rồi đó cuộc sống nó ổn định cái chị những bút báo công an lúc đó là cao nhất nước ngang với báo tuổi trẻ rồi một hôm cuộc đời nó cũng sang trang mới đối với tôi đó là tôi khi tôi biết về cái massage tập thể tức là bóng quyền tập thể ở khu khu New World bây giờ các anh chị khu New World hồi đó gọi là là, là giác hơi ma có nghĩa là nửa đêm thì bắt đầu mới có giác hơi hàng trăm chiếc chiếu trải ra và hàng trăm người dân chơi đi chơi về nằm ở đó để giác hơi thì anh huỳnh có thật đọc bài thấy đắc ý quá nhưng mà nói là cái này nghe có vẻ không đúng sự thật phi hiện thực quá à, mày phải đưa anh đó xem rồi hôm đó tôi đem đưa anh quỳnh bá thành rồi có anh đoàn thạch thản rồi anh đâm sang đi theo nữa và nằm ở đó à, dắt hơi tôi ngồi canh chừng coi canh chừng à, khi anh quỳnh bá thành đứng lên thấy người thoải mái mặc, mặc áo vào thì bất ngờ có à, chắc nhìn lòng thôi mày một tên nào đó xuất hiện cao lớn lắm và rút dao đo ra tiến tới đâm anh Quỳnh Bá Thành tổng giám công an thì tôi rất là thương anh Thành Ở suốt xuất kỳ bất kỳ tôi chạy ra tôi đưa tay đỡ a à, tay trái và như con dao nó xuyên từ đây qua kia luôn thưa anh chị rồi à, cái thằng tên thằng then thằng gì đó bảo vệ của anh Quỳnh Bá Thành nó dùng võ thuật quật tên này xuống và bắt giữ dao công an phường từ đó anh Quỳnh Bá Thành anh Quỳnh Bá Thành rất là, là nể trọng và thương quý tôi mà hỗ trợ cho tôi đi học thêm về nghề báo rồi anh dạy tôi nghề báo cuộc sống từ đó tiến bộ còn giai đoạn sau tôi về báo tôi trẻ báo bắt thì chúng tôi đã kể cho anh chị nghe rồi à, thưa các anh chị trở lại ông thầy của tôi ông thầy tôi thần thông như vậy thì ông có một lần ông kể với tôi như thế này thưa các anh chị à, trong những người khổ tu hồi đó ông không có nói tới hạnh đầu đà đâu à, khi đạt đến một cảnh giới nào đó tức là thức ngộ được lẽ lương hồi hoặc là cảm thấy sự hiện diện của mình trên đời này nó phải mang phiền não đến cho chúng sinh và cho chính mình gọi là làm phiền đó, thì sẽ dùng một thần thông một pháp môn gọi là tịch diệt tức là ngũ âm tuyệt mạch để bỏ lại thân xác này rồi hát là như thế và sau đó thầy tôi một thời gian thì tôi đi làm báo cũng không quan tâm nhiều và trở lại thì biết rằng thầy về quê ở thất sơn tôi về là đến đó thì ngôi nhà dẫn ra một cái tháp ở sau vườn cũng đẹp lắm anh tháp đứng cao tức là chôn đứng nó đã tôn thầy ở đây thầy thì cũng đã dùng pháp môn mà chắc anh thầy thân với anh kể anh nghe rồi tịch diệt của âm tuyệt mạch để về với đức phật thức anh chị đây là lo lắng cá nhân tôi thôi là nếu các anh chị truy lùng xin lỗi các anh chị nếu mọi người không phải các anh chị mọi người à, biến cái thành lý của mình tình yêu mến mình đối với thầy minh tuệ thành ra một cuộc săn lùng như hiện nay thật sự là cuộc săn lùng à, mọi người hàng ngàn người à, mặc dù chính quyền đã nói à, mặc dù em của thầy minh tuệ đó nói rồi họ đã xong đến nhà thầy xong có rẫy thầy đi các khu vườn xung quanh và cả xã đó săn lùng và tìm mọi gốc cây ngọn cỏ là tìm rồi coi bóng dáng của thầy minh tuệ hay không xuất đi điều đó có thể nguy cơ hạt vàng ai cởi đi đâu mà nay hoàng hạt riêng lầu còn trơ hạt vàng bay mất từ xưa nghìn năm mây trắng bây giờ còn bay hán dương sông tạnh cây bài bãi xưa anh vũ xanh đầy cỏ non quê hương khuất bóng hoàng hôn trên sông khối sống cho buồn lòng ai hãy xem như thầy Minh Thuệ đã trở thành cảnh hạt vàng bay đi một phương trời xa thẳm nào đó. Xin cảm ơn các anh chị.